Nhân dịp đến đến xuân về, mừng xuân Canh Tý, công ty thực phẩm Tây Hồ và siêu thị Sài Gòn City Marketplace gửi lời kính chúc đến cho quý khách hàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc, xuân về, tối trọn, tài lộc, an khang, thịnh vượng. Công ty thực phẩm Tây Hồ luôn luôn mang đến cho quý khách hàng sản phẩm quê hương với hương vị đậm đà của người Việt. Giò chả, chăm bông, pate, bò viên được sản xuất theo đúng điều lệ của nông nghiệp Hoa Kỳ. Nên sản phẩm Tây Hồ được quý vị công nhận là sản phẩm ngon, theo quê hương và an toàn đúng theo điều lệ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Siêu thị Sài Gòn City Marketplace là ngôi chợ của người Việt, phục vụ cho người Việt. Đi siêu thị Sài Gòn City Marketplace, quý vị được tiếp đãi ân cần. Các món rau cải, thịt và hải sản được các anh trưởng ngành lựa chọn cho thật là tốt và ngon. Siêu thị Sài Gòn City Marketplace hy vọng mang đến cho quý khách hàng sản phẩm tươi, ngon và với giá phải chăng. Công ty thực phẩm Tây Hồ và siêu thị Sài Gòn City Marketplace xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng năm qua và sẽ phục vụ quý khách năm mới tốt hơn và tăng cường thêm sản phẩm mới cho quý khách thưởng thức. Chúc mừng năm mới!